Hello các bạn, mình cho các bạn xem cái cây vị hoàng nó ra một cái ngọn hoa rất là to các bạn. Bông của nó như thế này là nó khỏe lắm rồi các bạn. Đó, các bạn thấy cây vị hoàng của mình. Gốc này nó chết nó được 4 gốc rồi các bạn. Nó mười mấy cụm hoa nhưng bây giờ nó chết 4 gốc các bạn. 1, 2, 3, 4. 4 gốc các bạn ơi. Nhưng nó vẫn còn ra hoa các bạn. Rồi các bạn thấy còn hoa này khi nào nó ra hoa thì mình sẽ quay cái hoa nó rất đẹp các bạn. Cái vị hoàng này hoa rất là đẹp các bạn. Hồi đó mình mua có một hai cái cây mua một cái hai cây nhỏ thôi các bạn. Hai cây vị hoàng thôi, hoa tép, hai tép thôi các bạn. Đem về mình trồng năm sau là nó ra hoa các bạn. Hoa rất là đẹp các bạn. Thì 2 năm sau, năm rưỡi, 2 năm chứ không phải là hoa quá đẹp luôn các bạn. Cái này thì hoa thường thường là nét đứt nhưng mà cái thằng này là nét liền các bạn, hậu những liền các bạn, nó khỏe rồi nó liền. Những cái bông như thế này ở sát gốc rồi nó khỏe đó các bạn, cho nên nó sẽ liền. Bắt đầu mình quay cho các bạn xem nét của nó rất là đẹp, mình rất là thích cái cây này các bạn. Thích cũng thích vậy thôi chứ mà nó mất nó chết thì cũng chấp nhận thôi chứ liền. À, các bạn thấy hoa này là phải là cũng như một dài cả mét nữa các bạn nghe, phải đùa đâu. Ngọn hoa rất là khỏe các bạn. Mình cho các bạn cây, cho cây của nó. Các bạn thấy cây của nó. Bên này là cái cây xanh Huế giao hạt đúng không? Là nó ra hoa thì quay cho các bạn xem nha. Hoa đẹp hơn các cái cây vị hoàng khác các bạn. Bông hoa mà cái búp hoa mà nó mọng nó to như thế này là biết cái cành hoa nó to thế nào rồi các bạn. Lá của lần này cũng 5 sen đó các bạn, 5-6 sen đó. Mình cho các bạn coi cái lá của nó. Lá này 16 sen các bạn. Zoom 55 này nó tự động đến nét các bạn. Khi nào nó ra hoa thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Quay 5 phút mình dừng các bạn.
cái này nữa.